Mày bán có mệt không vậy ba? Mệt gấp đôi. Hồi nãy ra thấy cái đống cua còn thấy ngán không? Hết hồn. Trước mặt mình đây là chỗ dì ba bán cua, thì hôm nay là thứ hai. Mình thấy là bữa nay khách là hơi vắng đó. Đó, chỉ ít hơn ngày hôm qua, ít hơn mấy ngày trước nữa. Không biết bữa nay dì ba bán như thế nào chứ thấy là rất là thưa thớt. Thường thì khoảng 11 giờ tới 11 giờ 15 thì cái chú xe ôm sẽ đem cua ra trước, nhưng mà bữa hôm nay thì chắc dì ba làm trễ nên là gần 12 giờ chưa đem cua ra nữa. Mà cái lượng khách thì mình thấy là bữa nay thì rất là vắng, thì không biết là mình rất là lo lắng cho dì ba, không biết là bữa nay bán như thế nào nữa. Trước mặt mình là có cái hai cô nhà dân ở Biên Hòa xuống để coi cái nhiệt độ bán cua của dì ba ngày hôm nay. Với lại mình có hỏi cô là cô nói là có xem ở trên mạng nhiều, thì thấy cua thì thấy rất ngon, thì hôm nay đến tận nơi để mà thưởng thức cua tại chỗ của dì ba luôn. Theo mình quan sát thì mình thấy hôm nay là khách đến mua cua của dì ba là đa phần là khách ở xa, ở vùng xa, ở tỉnh cũng có nữa. Chắc là xem trên YouTube nên thấy hiếu kỳ, nên có thể là họ đến để xem tận mắt dì ba bán cua. Thì cuối cùng thì cái chú Sơn cũng đem cua ra. Trên tay đồng hồ mình là gần 12 giờ rưỡi rồi. Sáng nay cô ra trễ vậy chú? Hỏi bà chủ. Hỏi bà chủ, mình chỉ biết chạy mướn. Có rồi thì vô lấy hàng đi. Số 6 à? Số 6 của anh chị nào à? Số 7 à? Số 7 à? Số 8 à? Thấy cái gì vậy? Thằng thiện rau đặt hai con cua á. Đây. Là mấy con cua? Còn rất là nhiều cua, nhưng mà khách bây giờ mình thấy là còn khoảng 7-8 người. Một số thì hiếu kỳ để xem thôi, không có mua. Cái cô nhà Văn ở Biên Hòa thì cuối cùng cũng mua được cua. Mình thấy là cô mua được hai con. Có cái chú đang chụp hình là ở ngoài gần Vũng Tàu, đi thẳng vô đây mua cua thôi.
mình có hỏi là chú nói có hỏi là ở ngoài Vũng Tàu thì cua nhiều sao không mua, thì chú nói ở cua vô chủ yếu gặp dì Ba. Chú cho hỏi được không chú? 16 à, 17 à, 18 à. Hai cô chú này ở Vũng Tàu à, đi vô đây mua cua, giờ mua xong rồi đón xe đi về. Mình quan sát là hôm nay là bán rất là chậm, còn tới 4 bọc cua mà bây giờ đã hết khách mua rồi mà dì Ba vẫn chưa ra, trong khi đó dì Ba ra là phải còn một mâm cua nữa. Hai bé Đà Lạt rồi. Ok, hai bé Đà Lạt đó. Mình quay cho mọi người xem nè, cua còn rất là nhiều nhưng mà đã hết khách rồi. Cũng có vài người, 4-5 người tới để xem thôi chứ không có mua. Mình có hỏi chị Thí là cái bọc cua trước mặt mình là 5kg một bọc, thì hiện tại là còn một bọc với lại là một trên cái gỗ nữa, gần một bọc nữa là khoảng 5kg, là 10kg, gần 10kg cua. Mà trong khi đó dì Ba vẫn chưa ra, còn một mâm cua với lại một thùng cua nữa là khoảng mình đón tầm khoảng 20-30kg cua nữa. Bây giờ rất là vắng. Đây là chú đem thêm một cái thùng cua ra nữa mà chưa thấy mình chưa thấy dì Ba ra nữa. Là có cái bạn đó là mới hỏi là cái chú Mười là còn cua hay không, là vẫn còn cua nữa. Đây là cái thùng thứ hai cua của dì Ba. Có cái chú mua một hai con đó, nhưng mà chú thấy cua còn nhiều, chú mua 2-3kg gì đó nhưng mà vẫn còn cua rất là nhiều. Chị Thí đang cầu cứu mọi người để mua cua cho dì Ba. Mình là khoảng 30kg cua. Đây là cái thùng cua thứ hai của dì Ba, mà trong khi đó dì Ba chưa ra. Dì Ba ở nhà là khoảng còn một mâm với lại một thùng là tầm khoảng 10kg nữa, mà nhân vật chính vẫn chưa ra nữa.
gần 1 giờ rồi mà dì Ba vẫn chưa ra, cua còn rất là nhiều. Thì cái mặt bằng ở đây thì 1 giờ thì dì Ba gần phải trả cho người ta để người ta buôn bán nữa đó, mà trong khi đó là cua còn rất là nhiều. Dì Ba ra nè mọi người, đem theo một mâm cua, một xô cua nữa. Dì Ba nói là bữa nay cua ngon nên lấy rất là nhiều. Chị Việt Kiều, mối của dì Ba đang đặt cua để ủng hộ dì Ba là 3 ký thịt, 3 ký gạch. Thấy dì Ba còn rất là nhiều cua. Chị Lu này là mua cua của dì Ba rất là nhiều lần, ủng hộ dì Ba. Mỗi lần dì Ba mà bán cua hơi trễ hay chậm là chị mua ít nhất là khoảng 2 kg tới 5 kg. Ngày phụ ủng hộ dì Ba đi con, mấy em với con. Nay dì Ba ra nhiều quá là dạ thế. Dì Ba đang làm cua cho khách. Một người khách mua tới 5 kg cua. Cua hôm nay thì rất là ngon. Dì Ba nói là hôm nay cua hôm nay rất là ngon. Dì Ba lấy thêm khoảng chừng 20 mấy kg nữa đó. Hãy subscribe.
trên đồng hồ của mình là bây giờ là 2 giờ rồi, mà dì ba còn khoảng mấy chục ký cua, trên 30 ký cua. Là cái lý do thứ nhất là hôm nay là dì ba đem cua ra rất là trễ, khoảng 12 giờ mới đem cua ra. Rồi cái thứ hai nữa là hôm nay dì ba lấy cua nhiều hơn ngày thường, đó là lấy hơn khoảng gần 30 ký nữa, là tổng cộng số cua hôm nay dì ba bán là tầm khoảng 120 ký cua. Bữa nay là ngày chay nên là người ta ít ăn đồ mặn. Bây giờ đã gần 2 giờ rồi đó, mà còn khoảng 30-40 ký đó mọi người. Có những người khách thường xuyên mua của dì ba thì xem ở trên mạng trực tiếp thì thấy dì ba hôm nay bán chậm nên cũng mua giúp đỡ dì ba, một người cũng mua được 3 ký 5 ký, nhưng mà tới giờ thì vẫn còn 30-40 ký. Có thể là bữa nay là thứ hai. Rồi một số người thì nói là đây trước mặt mình là cái cô áo cam đây, cô mua tới 7 ký cua ủng hộ dì ba. Có cái một người thân của dì ba điện dì ba hỏi là tại sao giờ bữa nay bán cua chậm thế. Rồi quay cái Bây giờ là 2:30 rồi nè, là cua trong thùng cũng đã hết rồi, còn ở ngoài rổ thì một nó khoảng 1 ký, với lại cái mâm cua dì ba nữa. Cua mà chỉ nhiều nè, không dám mua vậy đâu. Thường thường anh biết là dì ba bán mấy giờ hết? Thường là gần tới 1:00 là hết rồi. À, 1:00 đúng rồi. Ngày nào cũng coi mà. À. Không ăn mà coi. Tối trong đêm sớm có lại là bốn cân. Anh này là ảnh tới mua ủng hộ dì ba, hồi nãy ảnh coi trên mạng trực tiếp đó, thì ảnh thấy cua dì ba còn rất nhiều, giờ ảnh tới ủng hộ dì ba 3 con cua. Chị thấy phụ dì ba bán cua mọi người, thì thấy dì ba còn rất là cua, nhiều cua nên đã sốt ruột, kêu con của chị Thí ra mua ủng hộ dì ba 4 con cua. Bữa nay cua ngon lắm, nhiều chút.
À, gần tới 3 giờ đó mà cái cô này là ở Thủ Đức. Hồi nãy là điện chị Thúy giờ từ Thủ Đức chạy qua đây để mua ủng hộ gì ba cái hai cái cua. À, bây giờ là cái cô này chạy về Thủ Đức á. Con hỏi sao bữa nay bán chậm dữ vậy gì ba? Dì ba lấy bên em bữa nay lấy bao nhiêu ký? Lấy nhiều một chút mà. Sao hôm nay đem ra cua trẻ vậy dì ba? Dì ba? Tại vì mặn nó nhiều. Nấu hai ba nồi, nấu nồi này xong vừa bên đem đi. Đây dì ba đang dọn vô. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Rất là mừng cho dì ba. Nay bán có mệt không dì ba? Mệt gấp đôi. Dạ, măng cua đã mệt rồi bây giờ. Hồi nãy ra thấy cái đống cua còn thấy ngán không? Thấy hết hồn.